thông báo khẩn của cộng đồng Việt Nam, Washington DC, Maryland và Virginia. Kính thưa quý đồng hương, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông, truyền hình. Trước đây quý vị có nhận được thông báo của ban tổ chức về chương trình lễ thượng kỳ do cộng đồng Việt Nam, Washington DC, Maryland, Virginia và Liên hội cụ chiến sĩ vùng Hoa Thành Đốn phối hợp sẽ được trang trọng thực hiện vào ngày thứ Bảy, 25 tháng Giêng năm 2020, tức là nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên đáng năm canh Tý vào lúc 12 giờ trưa tại Eden Center. Ban tổ chức rất tiếc để thông báo cùng toàn thể quý vị, nay sinh hoạt này phải dời lại vào ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng Giêng năm 2020, cũng vào lúc 12 giờ trưa tại Eden Center. Lý do có sự thay đổi này vì theo thông báo của nhà khí tượng, vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ xuống rất thấp, khoảng 34 độ C, kèm theo mưa dầm và gió lạnh, 10 dặm một giờ. Vì sự trở ngại thời tiết vì muốn lễ thường kỳ được trang trọng thực hiện với sự hiện diện đông đảo của đồng hương. Và mối quan tâm nhất của ban tổ chức là sức khỏe của mọi người, nên đã quyết định về sự thay đổi ngoài ý muốn này. Kính mời quý đồng hương vui lòng đến tham dự lễ thường kỳ thật đông đảo vào ngày mùng 2 Tết, tức là ngày 26 tháng Giêng năm 2020, để cùng chung lòng hướng về lá cờ chính nghĩa mà cộng đồng người Việt quốc gia đã trân trọng gìn giữ trong nhiều thập niên qua ban tổ chức kính mong nhận được sự thông cảm của toàn thể quý vị và tha thứ cho những điều ngoài ý muốn trân trọng thay mặt ban tổ chức chủ tịch cộng đồng bảo lý lý thanh phi bảo